Hiện nay tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, thành phố Đà Nẵng đã có chủ trương cấp giấy đi đường nhằm hạn chế số lượng người, phương tiện lưu thông khi không thực sự cần thiết. Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra tại các chốt kiểm soát dịch, nổi lên tình trạng một số tổ chức doanh nghiệp cấp giấy đi đường không đúng quy định, gây khó khăn cho lực lượng làm nhiệm vụ. Lực lượng công an thành phố đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ nhằm hạn chế tối đa tình trạng này. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát khu vực bến xe Đà Nẵng, Công an phường Hòa An, quận Cẩm Lệ phát hiện ông Trịnh Đình Thanh, 46 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, là nhân viên của một công ty vận tải trên địa bàn phường Thuận Phước, quận Hải Châu, sử dụng mẫu giấy đi đường không đúng quy định để lưu thông qua chốt kiểm soát, nên đã mời ông về trụ sở công an phường để làm việc. Tôi có đến cơ quan có xin giấy thông hành. Xin giấy thấy thông hành thì dưới công ty cho tôi bãi tờ giấy trắng có ý dấu đỏ đi về tới nhà thì cũng đem khoe cho mọi người, cũng mọi người thấy năn nỉ tôi xin tờ vì hoàn cảnh khó khăn, tôi vẫn cho mọi người một tờ. Tôi ra về cơ quan làm việc, tôi hiểu ra sự việc là sai trái. Hiện nay tuy thành phố đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội nhưng lưu lượng phương tiện vẫn rất đông, nổi lên tình trạng một số người dân ra đường không có lý do chính đáng, một số doanh nghiệp không có chức năng, không nằm trong các trường hợp được phép hoạt động theo chỉ thị 05 nhưng vẫn cấp giấy đi đường, dẫn đến việc khó khăn trong công tác phòng chống dịch và công tác phân luồng giao thông tại các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn thành phố. Một số doanh nghiệp là cấp giấy với cái nội dung đăng giấy gần như là chưa trống hết, không ghi họ tên địa chỉ, cũng không ghi con người được cấp. Thì lợi dụng vấn đề này thì số người được cấp giấy đi đường là cho người khác, người thân hoặc là người quen biết để sử dụng cái giấy đi đường này lồn cho cái tình hình phòng chống dịch gặp nhiều khó khăn. Những ngày qua tình hình dịch bệnh tại thành phố có nhiều diễn biến phức tạp, số ca nhiễm tăng nhanh, trong đó số ca nhiễm ngoài cộng đồng còn rất nhiều nên nguy cơ lây nhiễm rất cao. Việc kiểm soát và hạn chế người dân ra đường là biện pháp cần thiết. Sau thời gian tuyên truyền, người dân đã bắt đầu nắm rõ nội dung của chỉ thị 05. Đến thời điểm này, bên cạnh công tác tuyên truyền nhắc nhở đối với các trường hợp cố tình vi phạm quy định, sắp đến, lực lượng chức năng sẽ mạnh tay lập biên bản xử lý theo quy định.